Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì Kỳ Lân Luxury đang có trên tay full box chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Sang Blue King Gold Pave Diamond. Phiên bản này là phiên bản size 39 và dành cho các anh nam, phù hợp với hầu như là mọi outfit. Các anh có thể phối với rất nhiều loại trang phục khác nhau mà không sợ bị lỗi thời. Với chiếc đồng hồ này thì kích thước là size 39mm và bổ sung thêm vào đường nét của Hublot Big Bang Sang Blue King Gold Diamond là phiên bản sở hữu vàng King 18K, được đánh bóng với 180 viên kim cương và 0.4 carat, và viền bezel cũng là vàng King 18K với 96 viên kim cương, tổng cộng là 1 carat. Dây đeo được làm từ da dê và bề mặt da màu đen rất là cao cấp. Và ngoài chiếc đồng hồ này ra thì Kỳ Lân hiện tại cũng đang có với rất nhiều bộ sưu tập của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng khác trên thế giới, ví dụ như là Rolex, Patek Philippe hay là Frank Mueller. Cả nhà ai có nhu cầu muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ như thế này thì có thể nhanh tay liên hệ với lại Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân luôn cam kết là hàng chính hãng, giá tốt nhất và ưu đãi nhất thị trường dành cho khách hàng. Và rất cảm ơn các anh chị đã xem hết video ngày hôm nay cùng với lại Kỳ Lân Luxury. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong các video sau.